Bạch Hòa Thượng, khi Đức Phật sắp nhập diệt, Đức A Nan lên tuyên bố rằng: đối với lời dạy của Đức Phật, chúng con không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chuyện hiểu là một vấn đề, còn tu là một vấn đề. Chúng con tâm trí khiếp nhược, đối với việc sanh tử không có phát tâm chân chánh, đối với lòng tin của Phật tánh không có tánh quyết định. Vậy thế nào là chỗ ách yếu của tin tự tâm? Kính xin Hòa Thượng từ bi khai thị, để chúng con được lòng tin quyết định và nỗ lực tu hành. Pháp môn Tổ Sư Thiền do Đức Phật thân truyền, còn các kinh điển khác chẳng phải do Phật thân truyền mà chỉ là nói thôi. Trong kinh điển Đại Thừa nói có ba thứ thiền quán: Samatha, Tamabaddhe và Thiền Na. Samatha dịch là cực tịnh. Trong kinh Duyên Giác thí dụ như âm thanh ẩn trong chuông trống. Mặc dù ẩn trong chuông trống, nhưng hễ đánh lên là có âm thanh phát ra. Khi phát ra sự dụng vượt ra ngoài chuông trống, không bị cái chuông, cái trống hạn chế. Cũng như tâm của mình, tánh không khắp hư không, thời gian vốn chẳng nghĩa lý gì, chẳng nhúc nhích, lay động, tức là cực tịnh. Quán cái cực tịnh đó gọi là tu pháp Samatha. Tamabaddhe gọi tắt là Tamadhe, có nghĩa là tùy duyên bất biến, như lúa mạ quyển hóa mà dần dần tăng trưởng. Cũng như cha mẹ sinh ra chúng ta, từ đứa bé dần chuyển thành người lớn. Thiền Na dịch là tịnh lự. Tịnh là yên tịnh, lự là tư lự. Theo lẽ thường, hễ tịnh là không thể lự, hễ lự là không thể tịnh. Nhưng Thiền Na thì tịnh lự đồng thời. Nếu thí dụ theo Tông Thiên Thai thì Samatha bằng như quán không, Tamadhe bằng như quán giả, Thiền Na bằng như quán trung. Ấy là cách thiền mà Đức Phật nói trong kinh điển, gọi là Như Lai Thiền. Như Lai Thiền là pháp thiền theo kinh điển, có nghĩa lý thí dụ, phải vừa học vừa tu. Còn Tổ Sư Thiền là giáo ngoại biệt truyền, chẳng nghĩa lý thí dụ, chỉ cần thực hành thôi, tức chỉ chú trọng chữ nghi, giữ nghi tình mãi. Muốn phát khởi nghi tình phải hỏi câu thoại. Hễ không biết thì cái không biết đó đụng với tánh ham biết, tự thành nghi tình. Nghi tình tức không biết, nhìn vào chỗ không biết, mà nói đến chỗ thì không biết làm sao có chỗ. Đó chỉ là phương tiện để diễn đạt mà thôi. Nói tóm lại, tất cả pháp tu của các loại thiền khác là có lý luận và thực hành, còn Tổ Sư Thiền thì không có phần lý luận, chỉ có thực hành. Chỉ cần phát khởi nghi tình và giữ nghi tình rất đơn giản. Cho nên tôi thường nói, đứa trẻ 6-7 tuổi cũng tham thiền được, bà già 8-90 tuổi cũng tham thiền được, nhưng sự thật chứng tỏ là em bé 3 tuổi cũng tham thiền được. Năm 1991, tôi được mời đi thuyết pháp tại Canada. Cùng đi có mười mấy vị Phật tử, trong đó có cô Nguyệt Anh và đứa con 3 tuổi. Cô Anh đã theo tôi tham thiền và thường ngày có dạy con tham thiền. Tôi chỉ cho là đứa bé niệm câu thoại, vì tôi thường nói đứa bé 6-7 tuổi mới biết tham thiền. Khi đến thành phố Toronto, đi tham quan một quán khoa học, trong đó đang triển lãm một máy điện toán kiểm tra sự hoạt động của bộ não con người. Máy đó chia thành 30 mấy cấp. Khi bộ não của mình hoạt động nhiều thì đèn hiện ở mức trên, bớt suy nghĩ thì đèn hạ xuống bớt. Lúc tôi ngồi vào bàn, để tay lên máy, đề câu thoại đầu lên thì ngọn đèn từ trên cao tuột xuống mức thấp nhất và tắt luôn. Tôi muốn thử đứa bé 3 tuổi xem bé có tham thiền không. Bèn ẵm bé ngồi trên đùi, đè tay bé lên máy và bảo nó tham thiền đi. Ngọn đèn cũng từ trên tuột xuống và vụt tắt đi. Lúc đó những người Canada ở xung quanh cảm thấy rất ngạc nhiên. Sao cả đoàn ai cũng có thể khiến máy đèn vụt tắt mà họ làm không được?
Tôi bảo họ, đừng suy nghĩ mới xuống được. Họ nói, tôi không suy nghĩ, nhưng nó có chịu xuống đâu. Vì họ đâu thể khống chế bộ não. Những người tham thiền do dùng sự không biết để tu, kể cả đứa bé 3 tuổi chỉ mới tập tu mấy tháng, chứng tỏ cái pháp không biết này ai cũng tu được. Lại có cô Hằng Thiền mà tôi thường kể cũng đi cùng đoàn. Công phu của cô nhiều người không thể so bằng. Mặc dù khi cô để tay lên mái, đèn cũng từ trên cao tụt xuống và tắt đi, nhưng không nhanh bằng đứa bé đó. Cho nên chỉ cần giữ được cái không biết là tham thiền được. Chỉ cần tin tự tâm mình đầy đủ, tất cả thần thông trí huệ chẳng kém hơn Phật chút nào. Nay ở Trung Quốc, nhiều người cũng thể hiện được sức dụng của tâm, như ông Trương Bửu Thắng, Nghiêm Tâm, Địch Ngọc Minh, vân vân. Mục đích của chúng ta không phải chỉ thể hiện những thứ đó. Hiện được mấy thứ đó, hễ chấp vào thì trở ngại cho sự kiến tánh. Vì tất cả đều ở trong tâm mình sẵn có, khi kiến tánh đều được hiện ra. Nên Thiền Tông Chư Tổ có thần thông cũng không cho ai biết. Khi phải hiện ra thần thông thì sau đó liền thị tịch, vì sợ người ta mê thần thông quên chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới đưa người đạt đến tự do tự tại, đó mới là thiết yếu. Chỉ e rằng chúng ta không đạt đến kiến tánh thành Phật. Đã thành Phật rồi, lo gì không có thần thông. Bạch Hòa Thượng, con từ trước đến giờ sống trong đường đời, vì chén cơm mảnh áo nên cũng chẳng biết tu là cái gì, chỉ biết làm phước làm lành, và con cho những cái đó là tu. Nói làm phước làm lành, cho là đối với con người làm phước làm lành đi, nhưng đối với tất cả chúng sanh thì ăn thịt chúng, giết mạng chúng, làm sao gọi là làm phước làm lành được? Tất cả Phật pháp đều bình đẳng, và đó thuộc về nhân quả. Còn nói đến sự tu, trong cuộc sống hàng ngày, ăn cơm, mặc áo đều là tu cả. Bạch Hòa Thượng, con nghe Hòa Thượng nói ai ăn nấy no. Bấy lâu nay con đi chùa, cúng dường lạy Phật, ý muốn bòn phước đức cho con cháu. Nhưng Hòa Thượng lại nói là ai làm nấy chịu. Con bòn phước đức mà con cháu không được hưởng, vậy để lại cho ai? Chẳng lẽ con phải mang theo sao? Mỗi lần con lạy Phật đều cầu an cho bá tánh, vậy là không được ư? Cô muốn để cho ai? Sự tu là tu cho chính mình, hễ có cầu là không được. Tự mình cầu còn không được, làm sao cầu cho bá tánh? Hòa Thượng dẫn dụ về nghiệp chướng và con đường gây gốc kết tình lượt qua. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng nói là chưa kiến tánh. Nếu chưa kiến tánh thì làm sao ra hướng dẫn tu tổ sư thiền? Đáng lẽ tôi không ra dạy tổ sư thiền, nhưng vào ngày 1 tháng 4 năm 1977, khi tôi đi thọ cúng dường tại tịnh xá Giác Quê, quận 5, thì ở chùa Từ Ân, lúc cúng ngọ, thầy bổn sư của tôi tuyên bố với Phật tử là ngày 2 sẽ có thầy Duy Lực ra dạy tổ sư thiền, ai muốn học thì mời đến. Khi tôi về chùa cũng chưa hay biết gì, đến sáng 2, Hòa Thượng mới báo cho tôi rằng Phật tử đã đến, mời tôi ra dạy. Theo bản ý của tôi là phải đợi kiến tánh xong mới ra hoằng pháp. Hồi xưa tôi tự mình ở trong phòng tọa hương đi hương, giường nằm bàn ghế đều dời cách xa tường để tôi tiện việc kinh hành. Quý vị cũng biết, ở trong chùa vị nào có ra làm Phật sự tụng kinh mới có lợi dưỡng. Vì tôi không có tụng kinh nên mọi người nói là họ đi làm cho tôi ăn. Nên có một thời gian khoảng nửa năm, tôi tự đi bình bát thất thực. Lúc đó nếu tôi không ra dạy thì e là mất mặt của thầy bổn sư, thế ra dạy lại nghịch với chí hướng của tôi. Cuối cùng tôi nghĩ, ngài Lai Quả và Hương Dân, hai vị đã kiến tánh mà thầy của hai vị cũng chưa kiến tánh. Theo tôi biết, nếu đi đúng đường lối thực hành thì sẽ kiến tánh. Nay tôi đã nắm được đường lối thực hành, nên nghe lời thầy, tôi miễn cưỡng ra Hoằng Dương tổ sư thiền.
Sau một tuần giảng dạy, tôi hỏi qua những người đến nghe, có ai thích tu tổ sư thiền không? Trong 30 mấy người đến nghe về tổ sư thiền, chỉ có một người mà thôi. Dù chỉ có một người, tôi vẫn tiếp tục dạy. Dần dần số người đông dần, từ mấy trăm cho đến mấy ngàn. Đã ra hoằng pháp thì không thể dừng lại được cho đến ngày hôm nay. Theo tôi thì dù thầy của Ngài Lai Quả chưa kiến tánh, nhưng Ngài vẫn được kiến tánh. Thầy của Ngài Hư Dân chưa kiến tánh, nhưng Ngài Hư Dân vẫn được kiến tánh. Dù rằng tôi là thầy, tôi chưa kiến tánh, nhưng nếu quý vị kiến tánh trước cũng được vậy. Bạch Hòa Thượng, theo thường lệ là thầy ứng chứng cho đệ tử. Nếu như thầy chưa ngộ mà đệ tử lại ngộ, thì có nghịch với tông chỉ của Thiền Tông không? Lịch sử Thiền Tông có ghi về Thiền Sư Thần Tán. Thầy của Ngài chưa kiến tánh, Ngài sinh ra ngoài tham học, gặp Thiền Sư Bá Trường, rồi kiến tánh quay trở về, vẫn làm đệ tử để chăm sóc thầy. Nhà cửa hồi xưa cửa sổ không có sông, chỉ dán một lớp giấy ở ngoài. Ban ngày ánh sáng chiếu qua cửa sổ, con ruồi ở trong phòng thấy sáng bèn muốn bay qua cửa sổ, nhưng vì có dán giấy nên cứ dùi vào mãi mà không ra được. Thiền sư Thần Tán thưa với thầy: cửa đã mở mà không chịu ra, cứ dùi mãi vào giấy làm chi? Thầy của Ngài cũng biết đệ tử của mình đang ám chỉ thầy cứ xem kinh mãi không thể ngộ, nên nói: mấy năm nay con đi ra ngoài có đắc được gì không? Lúc đầu Ngài không chịu nói ra. Thầy bảo: ta thấy người có những lời nói khác thường, hãy nói thật với thầy. Ngài mới nói là đã gặp được Ngài Bá Trường. Thầy nói: sao không chịu nói sớm? Bèn mời đệ tử lên tòa, mời đệ tử thuyết pháp. Thầy trở thành đệ tử, sau đó cũng được kiến tánh. Do đó, đệ tử làm thầy, thầy làm đệ tử cũng được vậy. Bạch Hòa Thượng, con có đi đến một thiền đường kia để tham dự, thấy vị sư dẫn chứng tu như sau. Trong giờ tham đều mặc áo tràng, sư hỏi chỉ định: niệm Phật là ai? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đi hương thật chậm, hai tay để trước ngực, chúng đi trước, sư đi sau. Trong thiền đường có giờ học về giáo môn, vậy có tu đúng pháp môn không? Kính xin Hòa Thượng khai thị. Những gì bà nói là không phải tổ sư thiền. Tổ sư thiền chỉ có kháng thoại đầu và tham thoại đầu, là dùng cái không biết để tu và không có nghi thức gì cả. Bạch Hòa Thượng, khi con nhìn vào chỗ đen tối thì lại có cái tâm biết, vậy cách kháng như thế nào mới đúng? Tôi chẳng bảo nhất định phải nhìn chỗ đen tối. Nói cái đen tối là bất đắc dĩ, do không biết nhìn chỗ nào, vì nó chẳng có chỗ. Chỗ không biết là chỗ chưa có ý niệm nổi lên. Hễ có ý niệm rồi mới có cái biết. Ý niệm là năng biết, có năng biết phải có sở biết. Bây giờ không biết thì không có sở, không có năng biết, sở biết là không có ý niệm. Nhưng vì mọi người không hiểu, không có chỗ để nhìn, nên tôi mới phương tiện nói nhắm mắt nhìn chỗ đen tối. Chỉ là tạm thời nhìn chỗ đen tối, khi nào nhìn được rồi thì không cần nhìn chỗ đen tối nữa. Bạch Hòa Thượng, có phải cái tâm không biết đó ở ngay chỗ nhìn, chứ chẳng phải là mình nhìn vào chỗ không biết? Không phải vậy. Tâm biết và tâm không biết đều là một tâm, nhưng tâm này chẳng hình thể số lượng. Dùng cái biết của bộ não tiếp xúc chẳng được, kiến văn giác kỳ cũng tiếp xúc nó không được. Thế thì làm sao diễn tả? Chỉ có thể tạm thời nói là không biết thôi. Bạch Hòa Thượng, về việc công phu tham thoại đầu, có cần vận dụng bộ não của mình để tham không? Và có phải bộ não của mình là chánh? Vận dụng cái không biết của bộ não, chứ chẳng phải vận dụng cái biết của bộ não. Bộ não có hai mặt, một mặt biết và một mặt không biết. Nếu vận dụng cái biết của bộ não để thực hành là Như Lai thiền, cũng như thiền quán của Tông Thiên Thai, Thiền Thủ, Tam Luận, Duy Thức, vân vân.
Còn tổ sư thiền là vận dụng cái không biết của bộ não để chấm dứt tất cả biết của bộ não. Sau cùng chỉ có cái không biết gọi là nghi tình. Khi nghi tình bùng nổ là giờ phút kiến tánh. Cái không biết của bộ não cũng tan rã. Ngay lúc đó, cái biết và không biết của bộ não sạch hết. Cái biết của tự tánh tự hiện khắp không gian thời gian, gọi là chánh biến tri. Tất cả đều biết, chẳng còn cái nào không biết nữa, chẳng còn cái gì để nghi nữa, gọi là đoạn dứt nghi căn. Không những gốc nghi hết, mạng căn cũng hết. Nếu còn một chút gì không biết, tức gốc nghi chưa hết. Mạng căn hết, tức ra khỏi sanh tử luân hồi. Bạch Hòa Thượng, con nghe Hòa Thượng nói Như Lai Thiền là dùng cái biết để tu, biết để trở về một chỗ niệm chưa sanh. Còn Tổ Sư Thiền là dùng cái không biết để tu. Nhưng con có điều thắc mắc. Nếu còn cái thân ngũ quẩn này mà nói là không biết, thì vẫn còn cái biết để biết cái không biết. Vậy có gì sai khác với Như Lai Thiền không? Như Lai Thiền là thiền giáo môn, gồm Samatha, Tamade và Thiền Na. Trong Kinh Viên Giác, do ba thứ trên đảo qua đảo lại thành 25 thứ. Tổ sư thiền là pháp thiền trực tiếp, ở ngoài giáo môn kinh điển, bất lập văn tự, không nhờ văn tự lời nói, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nói đến tâm là diệu tâm. Tâm này chẳng hình thể số lượng, dùng kiến văn giác tri tiếp xúc không được, nên dùng lời nói diễn tả không được. Những gì không có hình thể mà có số lượng thì bộ óc nhận biết được. Vì cái biết của bộ não có giới hạn, nên phàm là bộ não nhận biết được đều không phải thực tế. Bát Nhã Tâm Kinh nói là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vì nó không có thật. Chẳng những lục căn, lục trần, lục thức không thật, luôn cả tứ diệu đế, hổ tạp diệt đạo đều dùng chữ vô để quét. Cho đến thập dị nhân duyên, đại thừa Bồ Tát, trí huệ của Bồ Tát cũng quét. Ai ai đều nói tu hành phát trí huệ, tại sao trong kinh lại nói vô trí diệt vô đắc? Vì trí huệ đó đã sẵn, chẳng phải do học mới biết. Nếu do học được thì chẳng phải cái bổn lai sẵn có. Như ở trên tôi dùng cảm giác của lớp da để thí dụ. Cảm giác của lớp da là biết. Cái biết đó khắp không gian thời gian của cơ thể, đụng chỗ nào cũng biết. Một người chạm vào cũng biết, 10 người đồng thời chạm vào cũng biết. Đau, ngứa, lạnh, nóng, trơn, rít. Vậy lúc không có đụng, không có đau ngứa, cảm giác của lớp da có biết không? Dạ biết. Kinh Lăng Nghiêm nói đó là biết cái không biết. Cái biết đó sẵn sàng, phải không? Dạ phải. Vậy cái biết đó cho học mới biết, hay là không học cũng tự biết? Dạ không học cũng sẵn sàng. Thế thì tại sao ông chấp vào cái học rồi mới biết? Lớp da thuộc cơ thể của mình là sờ thấy được, chẳng cần học cũng đã biết, huống là Phật tánh. Là hơn sự biết của lớp da, là cái sẵn sàng bổn lai. Này mình tham thiền là muốn phát hiện cái sẵn sàng bổn lai, chẳng phải do học đó. Bây giờ ông hiểu chưa? Bạch Hòa Thượng, con đã hiểu nhưng vẫn còn thắc mắc. Nếu không học là không tham khảo kinh điển, thì làm sao nhận được chỗ đó? Thì đã nhận được rồi, phải thực hành thôi. Bạch Hòa Thượng, vậy là lúc ban đầu vẫn phải dĩ quyển độ chân chứ? Phải tham khảo kinh điển cho sâu rộng rồi mới nhận được chỗ đó chứ? Hôm qua tôi có nhắc đến đứa bé 3 tuổi trong chuyến đi Canada. Bé có biết gì đâu, nó vẫn tham thiền được mà, đâu cần phải tham khảo kinh điển. Bạch Hòa Thượng, có phải ngày nay Hòa Thượng giải pháp tham thoại đầu là vì lúc trước Hòa Thượng không tham khảo kinh điển? Tại ông chấp thật cái biết của bộ não. Nay tôi nói cho biết, nếu ông muốn tham tổ sư thiền thì phải đem tất cả những gì biết được của bộ não, cho đến những gì khi xưa học được, ngộ được, quăng xuống biển hết, trở lại thành một người khờ ngốc, không biết gì cả, mới có thể tương ưng với tổ sư thiền.
Nếu cứ nhớ cái hiểu biết của bộ não hồi xưa, hay là mấy cái ngộ được cho là cao siêu đó, thì là chướng ngại. Chẳng phải tham tổ sư thiền, dù có tham cũng không thể kiến tánh. Bạch Hòa Thượng, nếu không có dụng thì lấy gì làm thể? Tôi đã thí dụ về sự cảm giác của lớp da mà ông nói là đã biết rồi, đó có phải thể dụng đồng thời không? Bạch Hòa Thượng, nếu đã thể dụng đồng thời thì tại sao còn phân chia tổ sư thiền và Như Lai thiền? Cái chìa đó là người ngu si muốn cứu giúp người ngu si, do người bệnh chấp nặng quá, như cảm giác của lớp da, thể cũng sẵn sàng, dụng cũng sẵn sàng, làm sao chia ra thể dụng? Bạch Hòa Thượng, vậy tham cứu kinh điển cũng đâu có trái với tổ sư thiền. Làm sao không trái? Cũng như ông dùng kinh điển để so sánh đã là trái rồi. Bạch Hòa Thượng, nếu con trái thì Hòa Thượng cũng trái. Phải, do ông trái nên tôi phải trái, vì cái này giải thích không được. Nếu tôi không trái thì làm sao giải thích cho ông biết? Trong kinh Đại Niết Bàn, Mahakajip hỏi Phật về thế lưu bố tưởng và trước tưởng. Như ông là ở nơi thế lưu bố tưởng sinh ra trước tưởng, còn tôi giải đáp mặc dù không dùng thế lưu bố tưởng nhưng không sinh ra trước tưởng. Bạch Hòa Thượng, thế thì tham cứu kinh điển cũng vậy, nếu không sinh ra trước tưởng. Tại sao muốn tham cứu? Mục đích tham cứu là gì? Bạch Hòa Thượng, là vì vô lượng kiếp do mê lầm? Không phải. Sự tham cứu là muốn biết cách thực hành để giải thoát tất cả khổ, đạt đến tự do tự tại. Bây giờ đã biết, đã thực hành rồi, ví như muốn đi đến Sài Gòn, lúc chưa biết đường đi thì phải hỏi, phải tham khảo sách vở để hướng dẫn đường đi. Đã biết rồi thì cứ đi sẽ đến, đâu cần cầm bản đồ, cầm sách chỉ đường xem mãi để làm gì, phải vậy không?